Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 19 người khác bị mắc kẹt khi một vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất pin ở Hàn Quốc vào sáng ngày 24 tháng 6. Lực lượng chức năng hiện đang nỗ lực cứu hộ những người còn đang mắc kẹt. Hãng tin Yonhap đưa tin, địa điểm xảy ra vụ cháy là nhà máy pin lithium của công ty Aricel một hãng sản xuất pin lớn của Hàn Quốc. Nhà máy này đặt tại thành phố Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul. Một nạn nhân vụ việc đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có 6 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng lực lượng cứu hỏa cho biết hiện vẫn còn nhiều người khác mắc kẹt trong nhà máy nên con số thương vong còn có thể tăng cao. Gần 150 nhân viên cứu hỏa và hàng chục thiết bị chữa cháy đã được điều đến hiện trường vụ cháy để tiến hành dập tắt đám cháy và thực hiện công tác cứu hộ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy nhà máy sản xuất pin xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 6 ở phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Lực lượng cứu hỏa xác nhận vụ cháy đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, trong khi 5 người khác mất tích. Hiện chưa có thông tin xác nhận có công nhân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 người còn mất tích, trong khi đó những người bị thương đã đưa tới các bệnh viện lân cận. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo đội cứu hỏa, ngọn lửa lan nhanh do các lõi pin bên trong liên tục phát nổ, gây khó khăn cho công tác dập lửa và cứu nạn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà máy được cho là có ít nhất 35.000 cục pin. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được đám cháy lớn. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan Phòng chống thiên tai và An toàn Trung ương để thảo luận biện pháp giảm thiểu thương vong. Trước đó, Tổng thống Yoon suk yeol cũng đã chỉ đạo huy động mọi biện pháp để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích. Theo thông tin mới cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy sản xuất pin đã tăng lên 22 người. Trong chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Thông báo từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sau khi nghe Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min báo cáo tình hình, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tới thị sát hiện trường vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium của hãng Adisell ở thành phố Gwangseong cách thủ đô Seoul 45 km về phía nam và chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra khẩn cấp. Trước đó, Tổng thống Yoon cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động tất cả nhân lực và thiết bị sẵn có để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp nhằm ngăn hóa chất độc hại rò rỉ ra các khu vực lân cận gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, theo lực lượng cứu hỏa, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là 22 người và 8 người bị thương. Dự báo con số thương vong còn tăng cao do vẫn có nhiều người mất tích. Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất pin li ở Hàn Quốc khiến 22 người thiệt mạng, sáng nay, chính phủ nước này đã yêu cầu tiến hành các cuộc thanh tra an toàn khẩn cấp tại các cơ sở công nghiệp có nguy cơ cao, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại cuộc họp nội các, thủ tướng Hàn Quốc Han Daksu đã yêu cầu các bộ lao động, công nghiệp và cơ quan cứu hỏa quốc gia tiến hành cuộc tổng kiểm tra an toàn khẩn cấp và áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, bộ lao động Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang điều tra xem liệu hãng Arexel có tuân thủ các quy định an toàn và đào tạo đầy đủ về an toàn cho người lao động nước ngoài tạm thời hay không. Bộ trên khẳng định nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, công ty Arexel có thể bị truy tố hình sự. Theo thông tin mới nhất từ giới chức Hàn Quốc, vụ hỏa hoạn đã khiến 22 người thiệt mạng trong đó, có 17 người Trung Quốc, một người Lào và 5 công dân Hàn Quốc, trong khi một người vẫn mất tích. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra. Thủ tướng Han Đắc Su đã yêu cầu cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho gia đình 18 nạn nhân người nước ngoài thiệt mạng. Trong một tuyên bố liên quan, đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc kêu gọi Seoul điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trong thời gian sớm nhất.